luôn nhá, xem có bao nhiêu bạn rồi. Hôm nay làm gì nhỉ? Học hay là buôn dưa lê hay là chơi bây giờ? Đây cô Hương đây rồi, cô Hương đây rồi. Mới gặp cô hôm thứ sáu, mới gặp cô hôm thứ sáu đúng không? Hà Nội lạnh lắm, miền Bắc lạnh lắm. Các bạn mà trời nấy mà được ngồi nằm vào trong chăn trong xem review phim tổng tài với sướng, hoặc là các bạn là nam thì chơi điện tử mới sướng, chứ còn ngồi đây học thì không thích đâu. Thế nhưng mà tương lai của chúng ta nó phụ thuộc vào cái hành động chính ngày hôm nay đấy. Chúng ta học nhá. Ừ. Nãy giờ em chờ bên nhóm kín này, nhóm kín mai nhá, nhóm kín mai nhá, hôm nay là ở trên bếp. À, thực ra thì như thế này này, đáng lẽ là bình thường là cứ lịch mà lead bếp ấy thì cô cố gắng cô thu xếp với các bạn chủ nhật, nhưng mà ngày hôm qua trợ lý báo là cô ơi, thế cô không để cho học sinh đi chơi Noel à? Mà cô dạy thì chả ai học đâu. Thế là cô cũng sợ là các bạn ôn thi mà các bạn lại đi chơi Noel mất. Thế là xong cuối cùng là cô bảo là thôi thế thì cô chuyển đến thứ hai, chứ cô cũng không không có muốn bỏ. Tuần trước thì đã đi cô đi công tác rồi. Nên là ngày hôm nay thì cô lên cô làm một cái việc như này này, cùng với các em nhá, cùng các em ôn thi học kỳ 1. Có những trường thi rồi đấy, có những trường thì chưa có thi. Ừ. Có những trường thi rồi, có những trường chưa có thi. Vì thế mà làm gì đây, vì thế mà cô mới làm một cái việc đấy là lên để hỗ trợ các bạn, hay là hỗ trợ ngày mai em thi à, ngày mai thi Trần Long Khánh, ngày mai thi, hôm nay vào đây học với cô để mường tượng lại những cái kiến thức đấy nhá. Có những trường đã thi rồi và các chị trợ lý đã list một vài những cái đề thi, thế cô mới chọn lọc một đề, cô bảo là một cái đề mà thứ nhất là mới nhất họ vừa thi năm nay, cái thứ hai nữa là sát với chương trình mà các em học, cùng với đó chương trình mà mình học với ở trường ấy, cái thứ hai đấy là đề thi của bộ năm vừa rồi. Thế là cô chọn để cô cùng với các em KKGG để xem là dùng cái KKGG của cô nhé, nhưng mà phải trên nền của kiến thức, được chưa? Mình có nền kiến thức thì mình có thể chinh phục được không nhá. Kỳ 1 mà thực ra nó không không khó đâu. Các bạn cứ thấy rằng là file đề đã gửi lên trên bếp rồi, Bạch Cuder ạ. Cô đây em vào em xem file đề trên bếp rồi, cô đã gửi lên trên đấy rồi. Thì cô có nói với các bạn này, kỳ 1 thực ra không khó đâu, cô xem đều của tất cả các trường. Nó đều một đến là nó dễ này, hai đến là nó cứ quen quen. Bởi vì là không có nhiều những cái câu lạ để cho các em phải động não, phải nắn gân mình đâu. Nên là các em hoàn toàn có thể chinh phục được. Thì mình cứ cẩn thận một chút để cho điểm nó cao thì các em sẽ có một cái động lực, các em sẽ có một cái quyết tâm nhá, để các em làm gì ạ, để các em chinh phục kỳ thi tới đây, và đây cũng là chiếc đề cuối cùng của năm 2023 chúng mình cùng KKGG nhá. Bắt đầu này, đề kỳ 1 rất dễ, trường nào cô thấy cũng dễ, đây là cô đã chọn rồi mà cô thấy nó vẫn dễ thì cùng với cô KKGG nhá. Bắt đầu được chưa? Bắt đầu. Đây là một cái trường ở Bắc Giang đấy, thì đã thi từ tuần trước rồi, và chúng ta cùng KKGG nhá. Các bạn trợ lý ơi, xem là đề đã được đăng tải lên trên bếp chưa, mà các bạn vẫn còn hỏi đấy nhá. Thì nếu mà các bạn mà hỏi thì các em đăng tải lên chưa các bạn ấy, để các bạn ấy cùng với cô các bạn KKGG. Xin mời bắt đầu câu 1 này, câu nào dễ mình KKGG nhanh nhá. Có bạn nào đến giờ còn không biết KKGG cô Hương không? Các bạn nó phải bảo là không biết KKGG là tối cổ đấy. Bởi vì KKGG nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nên là mình bắt đầu luôn nhá. Câu 1A. À, nào, khoanh mốc thời gian gọi là khoanh tròn, gọi là K. Được chưa? Tháng 6 năm 1923 này, Nguyễn Ái Quốc tham dự hội nghị quốc tế nông dân khi hoạt động ở quốc gia nào sau đây? Và đáp án ở đây sẽ là Liên Xô, được chưa? Em gạch chân đáp án đúng. Phần Lan gạch chéo đi này, Angola gạch đi này, Algeria cũng gạch đi. Và trên thực tế là từ năm 1917 cho đến năm 1925 28 thì Nguyễn Ái Quốc của chúng ta làm gì đây? Chúng ta hoạt động chủ yếu ở Pháp này, đấy, Liên Xô này, Trung Quốc. Thì cái chặng đường này Nguyễn Ái Quốc đã sang Liên Xô rồi nhá. Câu này không khó. Phần Lan, Angola, Algeria cứ, nhưng mà phải gạch, không lận thì cuối cùng lại nhầm. Được chưa? Câu số 2 này, về giao thông vận tải từ khóa nha. Cuộc khai thác lần thứ nhất nha, 1897 1914 ở Việt Nam, thực dân Pháp đã làm gì đây? Giao thông vận tải. Như vậy với giao thông vận tải thì rõ ràng các em phải gạch chéo trồng lúa này, gạch chéo các loại thuế này, đấy, gạch chéo nhà máy điện đi, để xây dựng các cái tuyến đường sắt, được chưa? Xây dựng các cái tuyến đường sắt. Đó. À, câu số 3,
quốc gia nào sau đây khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại từ những năm 40 của thế kỷ 20? Quốc gia nào khởi đầu cách mạng khoa học kỹ thuật? Mời các bạn, câu số 3 rồi, các em cứ ghi là C, 3D, 3C đó nhá. Nào, câu là bỉ gạch chạy chéo đi nhá. Đấy, sai thì từ khóa sai cứ gạch chéo. Maroc, Nam Phi gạch chéo thì đáp án dễ nhỉ? Dễ các em cũng đừng chủ quan nha, mình cố gắng mình cẩn thận. Các trường cũng khi bám sát đề của bộ, các em sẽ thấy là 20 câu đầu tiên rất là dễ, thực sự là như thế. Nhưng ở đây các trường có thể đảo các câu đi thì nó có thể là những cái câu ở dưới câu 20 nó vẫn đã có câu khó rồi. Nhưng trên thực tế đề của bộ thì có khoảng hơn một nửa là câu cơ bản là rất là dễ, nên cứ bình tĩnh. Câu số 4, tháng 3 năm 1952 này, Mỹ đã giúp đỡ Batista lập chế độ độc tài quân sự ở nước nào? Khu vực Mỹ Latin, chế độ độc tài Batista và lại ở khu vực Mỹ Latin. Thế thì ở đây các em gạch Ai Cập, bởi vì Ai Cập ở châu Châu Phi đúng không? Lào ở Mỹ Latin không? Gạch đi này, Thái Lan gạch đi này. Như vậy là người ta đã cho sẵn cả châu lục nữa rồi, thì các em mạnh dạn các em chọn phương án Cuba, nhưng cứ từ từ mà gạch. Câu số 5, đây là một cái câu hỏi mà nó liên quan đến lịch sử lớp 11 một chút, và nó là cái giới hạn ôn tập thi Trung học phổ thông quốc gia liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai. Người ta hỏi một trong những nguyên nhân bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai giai đoạn 3945 nhé. Thì câu số A, đáp án có bạn nói là đây là hình thành. Đấy, bạn đánh nhầm hình thành. Câu này thì có bạn chọn phương án C này, khối đồng minh chống phát xít hình thành ở châu Âu, không đúng đâu nhé. Cái khối đồng minh chống phát xít này hình thành sau sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thì mãi sau này mới hình thành khối đồng minh chống phát xít cơ. Người ta hỏi nguyên nhân bùng nổ thì đó là do chính sách nhượng bộ của Anh Pháp đối với phe phát xít. Nên là ở cái giai đoạn đầu của cuộc chiến, chúng ta gọi là cuộc chiến tranh kỳ quặc đấy. Vì sao tuyên chiến nhưng để đấy? Bởi vì Anh Pháp nghĩ rằng là mượn gió bẻ măng ấy các em ạ, mượn tay của chủ nghĩa phát xít này để tấn công Liên Xô, có nghĩa là để tiêu diệt chủ nghĩa xã hội. Nên là cuối cùng cứ nhượng bộ dần nó được thể thì nó lấn tới. Được chưa? Đấy, nhé nhá. Rồi, Nhật Bản bất ngờ tấn công hay là NATO thì mãi năm 1949 cơ, đúng không? Đấy. Nhật Bản tấn công Trân Cầu Châu Cảng, không đúng này. Đó. Câu số 6. Nội dung nào là bối cảnh thế giới bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam? Bối cảnh mà lại bối cảnh thế giới. Các em nhé, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, các em gạch chữ công cuộc đổi mới đi. Được chưa? Cái thứ hai đấy là gì? Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Đấy, mặt trận nhân dân lên cầm quyền. Đáp án đây. Đây là một cái bối cảnh tạo ra cái sự thuận lợi cho cách mạng của chúng ta, đúng không? Trung ương cục miền Nam năm 1961 bỏ đi này. Đổi mới năm 86 này, quân giải phóng miền Nam cũng năm 61 bỏ đi, được chưa? Không phải là đáp án. Câu số 7 này. Năm 1920, hỏi rất nhiều về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây? Năm 20 nhé. Năm 20, đáp án này, kêu gọi nhân dân tăng gia sản xuất, gạch đi nha. Mãi trong kháng chiến chống Pháp, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, được chưa? Đọc lời kêu gọi toàn quốc là năm 46, gạch đi này. Năm 1920. Nên là chúng ta thực ra cứ nói là không phải nhớ mốc thời gian, nhưng xin thưa các em, đấy là lịch sử nó là gì? Lịch sử nó là những cái sự kiện diễn ra trong một cái mốc thời gian nhất định. Nên là cái việc chúng ta phải nắm được cái mốc thời gian này là cách để chúng ta loại trừ hoặc cách chúng ta lựa chọn đáp án. Được chưa? Soạn thảo tuyên ngôn độc lập là những ngày mùa thu năm 1945 đúng không? Năm 20 thì đáp án đây này, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. À, được chưa? Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Câu số 8. Năm 1930 nha, ở Việt Nam Quốc dân Đảng là một cái tổ chức cách mạng, được chưa? Đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào? Dễ nhỉ? Dễ nhỉ? Đấy, dễ nhưng đừng chủ quan nhé. Hương Khê gạch này này, Ba Đình này, hùng lĩnh của các cụ trong phong trào Cần Vương, gạch đi. Đấy chính là khởi nghĩa Yên Bái. Đó. Câu số 9, câu dễ mình đi nhanh được này. Cuộc khởi nghĩa nào
sau đây này, nằm trong nhá, nhìn cho cô, nằm trong phong trào Cần Vương chống Pháp vào cuối thế kỷ 19, cứ khoanh mốc thời gian lại. À, khởi nghĩa Bãi Sậy đúng không? Khởi nghĩa Bãi Sậy luôn. Đó, đáp án Bãi Sậy này, Hương Khê, Ba Đình, Hùng Lĩnh. Đó, thấy chưa? Thế còn Vĩnh Thạnh, Ba Tơ, Trà Bồng. Vĩnh Thạnh, Trà Bồng này, Bác Ái là chúng ta nói về cái phong trào đồng khởi, chúng ta sẽ có những cái địa danh này. Đấy, thế còn Ba Tơ thường là chúng ta nói đến cái du kích Ba Tơ đúng không? Ở thời điểm năm 1000, đây là bác nói tiêu biểu nhé. Đấy, trong cái giai đoạn mà khởi nghĩa Từng Phần. Đấy. Câu số 10, câu số 10. Nội dung nào là nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại từ những năm 40 của thế kỷ 20, nguồn gốc nha, nguồn gốc dẫn đến cách mạng khoa học kỹ thuật. Chiến tranh lạnh hoàn toàn chấm dứt, cô gạch chữ chiến tranh lạnh và gạch chữ hoàn toàn chấm dứt. Chiến tranh lạnh chấm dứt là khi mà hai nước tuyên bố là ngừng chạy đua vũ trang và chấm dứt chiến tranh lạnh, đó chính là năm 1989 đúng không? Đó. Trật tự hai cực yên ta sụp đổ khi mà Liên Xô một cực sập, được chưa? Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố. Đấy, sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố từ những năm 30 của thế kỷ 20. Đấy, sự vơi cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đáp án đây này, được chưa? Tài nguyên vơi cạn này, bùng nổ dân số này, đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất, có cung cấp thêm vài những cái phương án đúc nữa. Câu số 11, câu này là một câu khó nha. Câu này là câu ở trong đề 2023 của Bộ. Các bạn nhìn nhớ cô này. Năm 1945, ở Việt Nam, khởi nghĩa Từng Phần có đóng góp như thế nào đối với tổng khởi nghĩa tháng 8? Đấy chưa? Câu số 11 này. Câu số 11. Câu này mà các bạn mà tự tin mà làm được thì cũng sẽ thấy rằng là, nhưng mà nếu mà thấy nó quen thuộc vì ta đã làm đề bộ rồi thì lại phải xem xét lại đấy nhá. Mà mình phải tự tin mình làm được cơ. Đáp án ấy, đáp án A đúng không? Củng cố này, mở rộng tiềm lực, mở rộng trận địa cách mạng. Củng cố tiềm lực của cách mạng đấy chính là các cái lực lượng chính trị tham gia vào, với đây nó là cuộc tổng diễn tập trực tiếp đấy. Đấy. Mở rộng trận địa cách mạng từ miền Bắc xuống đến từ nông thôn đến thành thị, từ miền Bắc vào miền Trung rồi là vào miền Nam đúng không? Đấy, trong đó thì mặt trận Việt Minh ấy đã có cái cơ sở nó lan rộng ra và tận Mỹ Tho và Hậu Giang, các em biết cái này rồi, giành được chính quyền ở một số thành phố lớn, cô gạch chéo từ gì đây, thành phố lớn nhá, mở rộng căn cứ địa cách mạng, ý này thì đúng, nhưng giành chính quyền ở thành phố lớn là sai, vì khởi nghĩa Từng Phần ấy chỉ giành chính quyền ở các cái địa phương là các xã, các thôn, thậm chí là một số huyện ở căn cứ địa Việt Bắc. Đó, được chưa? Mở rộng chiến khu cách mạng tiến lên đánh đuổi Pháp, Nhật. Cô gạch từ Pháp này nó chỉ sai một từ thôi, nó cũng sai rồi nhá. Bởi vì là ngày 9 tháng 3 Nhật đảo chính thì Pháp đã chạy rồi. Đấy, Pháp thua và Pháp đã chạy trước đó rồi, đúng không? Cao trào kháng Nhật trong khởi nghĩa Từng Phần này chỉ đánh Nhật, xác định lại kẻ thù còn mỗi Nhật thôi, đúng không? Thúc đẩy nhanh quá trình thành lập mặt trận thống nhất của ba nước Đông Dương là sai. Đây là mặt trận, là chúng ta thành lập mặt trận Việt Nam độc lập, đồng minh hội, là Việt Minh thôi, chỉ có Việt Nam thôi. Đấy, đáp án này sẽ chính là câu A. Câu số 12. Câu này cũng là một cái câu trong đề bộ này. Hội nghị tháng 11 năm 39 và hội nghị tháng 5 năm 1941 đều chủ trương tạm gác cách mạng ruộng đất thì để nhằm mục đích gì? Để nhằm mục đích gì? Câu này các bạn sẽ nhìn cho cô này. Tập trung mũi nhọn vào kẻ thù chính của dân tộc là chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc thì đúng đấy, kẻ thù chính, nhưng phát xít thì nó lại không đúng so với hội nghị tháng 11 năm 39, bởi vì lúc này phát xít chưa vào. Đấy, năm 1940 thì phát xít Nhật mới vào, nên là ở cái thời điểm tổ chức cái hội nghị đầu tiên ấy, vì phát xít nó không phải là kẻ thù trực tiếp của Việt Nam, nên là không phải là kẻ thù chính của dân tộc của chúng ta là phát xít, đúng không? Đấy, câu số 12 đáp án A như thế nhá. Đáp án B này, tập hợp giai cấp địa chủ vào mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. Vậy là cái mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh này nó cũng không đúng với tháng 11 năm 39. Tháng 11 năm 39 mặt trận của chúng ta là mặt trận dân tộc Đông Dương đúng không? Phản đế dân tộc Đông Dương. Đó, tập trung lực lượng dân tộc này,
nhằm giải quyết nhiệm vụ cao nhất của cách mạng. Đây rồi, đáp án đây rồi. Và các em phải tư duy được cho cô nhé. Nhiệm vụ cao nhất của cách mạng lúc bấy giờ đấy chính là nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Nên là ở cả hai hội nghị này đều tạm gác cách mạng ruộng đất để tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Đấy, tiến tới thổ địa, đã tạm gác thì không phải là thực hiện thổ địa nữa nha. Tạm gác cách mạng ruộng đất. Ruộng đất là thổ địa là ruộng đất. Rồi, câu số 13 này. Câu số 13, cương lĩnh chính trị của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vào năm 30 khoan tròn này được nhận xét là một cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo thì dựa trên cơ sở nào? Tìm đáp án đúng cho cô. Khẳng định khối liên minh công nông là động lực chính. Cái này ấy, nó đúng đấy nhá các em nhá, nhưng nó không phải là sáng tạo. Vì sao? Vì chủ nghĩa Mác Lênin nó đã khẳng định là liên minh công nông là gốc của chủ nghĩa Mác Lênin, gốc của cách mạng rồi, nhớ nhá, là lực lượng chính của cách mạng rồi. Quyền lãnh đạo thuộc về giai cấp công nhân thì chủ nghĩa Mác Lênin cũng khẳng định lãnh đạo phải là đảng, chính đảng của anh công nhân. Vậy là bác đang kế thừa chứ không sáng tạo, đúng không? Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, cũng không phải là sáng tạo. Vì là khẩu hiệu từ thời Marx là vô sản áp bức trên thế giới đoàn kết lại. Sau này Lenin thêm một cái khẩu hiệu là vô sản và các dân tộc bị áp bức. Vậy là không chỉ có giai cấp vô sản mà còn có các dân tộc bị áp bức trong đó thuộc địa phải đoàn kết lại. Vậy là họ đã đoàn kết quốc tế từ rất là lâu rồi, đúng không? Vậy câu này đáp án sẽ là giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Đó, đáp án của câu 13. Sang đến câu 14 đi các bạn. Nội dung nào là một trong những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây vào đầu những năm 70 của thế kỷ 20? Một nội dung nào là một trong những cái biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây? Nào, biểu hiện này là gì đây? Đáp án của câu số 14. Pháp rút quân đội khỏi tất cả các thuộc địa. Đấy, là sai này. Anh rút quân đội tất cả các nước thuộc địa này. Mỹ giải thể tất cả các tổ chức quân sự là sai. Trên thực tế nó không có cái điều đó. Và khi đi thi thì các em cũng để ý cho cô nhé, những cái chữ mà hoàn toàn với cái chữ mà tất cả thì phải để ý, nhưng không phải nó đều là sai hết đâu, mà mình để ý cả những cái vế trước vế sau của nó nữa nhé. Vậy đáp án đây là Liên Xô và Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc gặp cấp cao vào những năm 70 của thế kỷ 20 đấy, để sau đó là bàn về cái việc hợp tác kinh tế này, rồi khoa học công nghệ này, và đặc biệt đấy là giải trừ vũ khí được chưa, nguyên tử. Câu số 15, câu số 15. Năm 1945, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á nha tuyên bố độc lập? Vậy Đông Nam Á thì các em gạch Nhật Bản đây, Nhật Bản là Đông Bắc Á, được chưa? Anh không phải này, Đức không phải này. Câu này mà sai nữa thì chán đời nhỉ. Câu này mà bạn nào mà sai thì tiếc lắm đấy. Nhưng nhớ là đã nói rồi là phải cẩn thận, những cái câu như này không được phép sai nhá. Còn là cứ nghĩ là mình cẩn thận rồi nhưng mà đi thi Ấn Độ vẫn về châu Phi là chuyện bình thường. Thực dân Pháp câu 16 này, đẩy mạnh khai thác thuộc địa lần thứ hai nhá. Lần thứ hai là 1929. Nhằm làm gì đấy ạ? Mục đích của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, đánh bại chủ nghĩa phát xít, không đúng này. Johnson McNamara là một cái kế hoạch trong chiến tranh đặc biệt của Mỹ, được chưa? Chiến tranh cục bộ cũng ở trong kháng chiến chống Mỹ, bù đắp thiệt hại dễ không? Đấy, những cái đáp án nhiễu này nó rất là xa đi để cho các em lựa chọn được phương án đúng. Câu số 17, câu số 17. Lại một nội dung liên quan đến nguyên nhân bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng cái nội dung này ấy, câu này thì ok, bởi vì sao ạ? Các cái đáp án kể cả đúng kể cả sai nó đều khác so với cái câu đầu tiên ở cái trang đầu tiên ấy mà mình vừa mới làm đấy, câu số 5 ấy, nó khác đi nhá. Thì mình sẽ tìm hiểu cho chính sách bành trướng xâm lược, đúng không? Về cả phía phe của các nước đế quốc và cả phe của các nước phát xít đều chính sách bành trướng xâm lược của các nước phát xít. Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực. Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực này. Đấy. Thế thì cái trật tự thế giới một cực nào chưa có, được chưa? Bỏ đi. Đấy.
Mỹ và Liên Xô hạn chế vũ khí tiến công chiến lược vào những năm 70 của thế kỷ 20, cô vừa nói rồi. Đề ra kế hoạch Marshall là năm 1947 sau đó. Nguyên nhân này là phải từ trước đấy, và đáp án là đáp án A luôn. Câu số 18. Cách mạng tháng 10 nha. Năm 1917 ở nước Nga thắng lợi đã làm sao đấy ạ? Đã làm sao? Đáp án này: mở ra một thời đại mới trong lịch sử nước Nga và thế giới. Thời đại mới của lịch sử nước Nga đấy chính là một kỷ nguyên nhân dân lao động được lên làm chủ và kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn thời đại lịch sử thế giới chính là chuyển phân kỳ lịch sử thế giới từ lịch sử thế giới cận đại sang lịch sử thế giới hiện đại. Để chia lịch sử thế giới ở các cái giai đoạn khác nhau, nó gọi là phân kỳ, thì nó phải có những cái sự kiện quan trọng. Mà các em biết là lịch sử thế giới hiện đại bắt đầu từ sau thắng lợi của mạng tháng 10 Nga đấy, phân như thế nhé. Chấm dứt toàn bộ phân biệt chủng tộc, gạch đây này, góp phần vào chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chiến thắng trong chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Kiểu mới là kiểu của Mỹ, mãi sau này nó mới thực hiện cơ, được chưa? Để lại kinh nghiệm về cải cách kinh tế là sai, được chưa? Cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng để giành được chính quyền và cách mạng xã hội, chứ không phải là cải cách kinh tế. Đó, đáp án A nha. Câu 19 này: cương lĩnh chính trị đầu tiên đầu năm 30, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định cách mạng Việt Nam cần làm sao? Câu số 29: cần này, phát triển kinh tế công nghiệp làm trung tâm, gạch luôn chữ kinh tế công nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, gạch luôn áp dụng khoa học kỹ thuật. Cương lĩnh này là cương lĩnh bàn về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, đúng không? Đấy. À, liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản trên thế giới. Đây rồi. Đấy. Thế còn là những cái đáp án nó rất là xa đi. Thế nhưng mà cái đề này cũng không phải nhiều bạn được điểm trọn vẹn đâu. Nên là, mà đề này là đề mà vào dạng là khó đấy, không dễ đâu. Thế còn là nhiều đề các trường khác cô thấy rất là dễ. Còn nhá, bạn nào thấy đề nào khó, đề của trường mình khó ấy, các em cứ gửi về bếp hoặc gửi về nhóm cho cô, thì cô sẽ có trợ lý đánh lại và có thể lên bếp để mà cùng KK GG với các em xem nó có khó như lời đồn hay không. Được chưa? Câu số 20 này, điểm khác biệt nha. Đấy. Câu này là một câu mà nó trong đúng nguyên đề thì nó trùng. Đấy, nó trùng với câu số 11. Đấy, khi nó trùng với câu 11 và cô đã đổi, cô dùng một cái mã đề khác của một tỉnh khác, cô đổi đi rồi. Thì các em thử xem câu 20 đáp án sẽ là gì, được chưa? Câu số 20 nhá. Điểm khác biệt của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919-1930 so với những năm đầu thế kỷ 20. Vậy là tìm xem là từ 1919 cho đến 1930 nó khác với từ khoảng 1901 cho đến khoảng 1910 mấy đó, được chưa? Mà đầu mà 1910 mấy đấy thì nó như thế nào? Đó. Đáp án câu này sẽ là gì ạ? Theo các em, câu này sẽ là gì? Giai cấp vô sản vừa ra đời. Cô đã nhìn thấy nhiều đáp án rồi nha. Đấy, thấy không? Không phải cái đề mà quen quen cái là mình thấy lạ lạ cái là mình ấy rồi. Đây là một cái mã đề thiêu sinh giỏi, một câu rồi, có chọn một câu thôi để xem là mình có thể là chinh phục được điểm 10 không. Giai cấp vô sản vừa ra đời đã giành được quyền lãnh đạo này, cô gạch chữ vừa ra đời, đã giành được quyền lãnh đạo là gạch đi, vừa ra đời và giành được quyền lãnh đạo vì ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Đấy, nhưng không giành được quyền lãnh đạo luôn, giành quyền lãnh đạo năm 1930 khi chính đảng của nó ra đời, đúng không? Câu thứ hai này, quy mô và hình thức đấu tranh phong phú, có cả cơ sở hoạt động ở hải ngoại. Câu này là điểm giống nhau đấy nhá, câu này là điểm giống nhau. Giống nhau bởi lẽ là gì? Hình thức đấu tranh phong phú, cứ từ hai trở lên, nhiều trở lên là phong phú. Hình thức đấu tranh ở những giai đoạn đầu cũng thế, nó còn phong phú đủ thứ cơ. Đấy, ví dụ như trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhá, là công nhân thì bỏ trốn tập thể này, đánh cai chủ cai thợ này, bãi công này, đình công này, đủ thứ, được chưa? Đấy, cái còn có cơ sở hải ngoại đấy chính là phong trào của cái gì đây? Rồi là đưa thanh niên đi nước ngoài để du học, đây chính là phong trào của cậu Phan Bội Châu nhá, đưa thanh niên sang Nhật Bản trong phong trào đông du và cũng gây dựng được cái nơi ở, vậy cái hoạt động ở hải ngoại, mà hoạt động ở hải ngoại sang đấy ở một thời gian thì có một cái cơ sở hoạt động ở đấy. Cùng với đó nhá, cả cụ Phan Châu Trinh sau này cũng đi Pháp và có cái cơ sở hoạt động ở nước Pháp.
Đấy. Và khi Nguyễn Ái Quốc mà về Pháp ấy, thì còn liên lạc với Phan Châu Trinh, đấy, rồi là luật sư Phan Văn Trường ở đấy nữa cơ. Chúng ta có cơ sở hoạt động ở hải ngoại nhá, các cụ trước đấy có chứ không phải là không, được chưa? Đáp án B không chấp nhận này, đáp án C rất nhiều bạn này. Đấy. Các phong trào yêu nước đều mang tính chất cách mạng và triệt để. Thực ra ấy, cái chữ này này, cái chữ triệt để nó là giống nhau. Triệt để là gì? Các cái phong trào trước đấy nó đều muốn hướng tới đấy là chống đấy, các cái anh này chống anh này chống anh kia, nên là cái điểm khác biệt này, cái này là điểm giống nhau đấy. Thế còn tính cách mạng nó thể hiện là chỉ cái chỗ là gì, thực ra cái tính cách mạng này thì cô cũng không đồng ý lắm đâu nhá, cô không đồng ý lắm đâu vì nó hơi lăn tăn. À, cái từ cách mạng để nói rằng là phong trào này phải đấu tranh có tổ chức đấy. Và cái thứ hai đấy là không có cải lương, không có thỏa hiệp, thì thực ra ấy, cái phong trào đấu tranh của anh công nhân ấy, trước đấy nó đã có cái gì, nó đã có cái gọi là cái sự gọi là không cải lương rồi, nhưng mà cái từ tổ chức cái từ tổ chức ấy, nó lại không rõ lắm. Nhưng mà cái đáp án này này, đáp án này là điểm này ghi nhận sự phát triển từ chuyển từ tự phát sang tự giác, câu này được chấp nhận bởi vì là như sau, bởi vì nhá đấy, cái giai đoạn mà phong trào dân tộc dân chủ ở cái này này, năm 1919, năm 1930, cô nói lại phương án C để các em hình dung này, có những phong trào nó cũng không có triệt để, những cái phong trào đấu tranh ở giai đoạn này, ví dụ như là đây nhá, đều đấy, đều thì ở cái giai đoạn này phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc là nó mang tính chất cải lương, nên là dùng cái chữ triệt để đấy là ở giai đoạn này nó cũng không đúng, nên chúng ta không chọn phương án C. Nên nói thế như thế thì nó sẽ dễ hơn cho các em nha, nó sẽ dễ hơn cho các em. Thế còn ghi nhận sự phát triển này có nha, câu này đọc lại cho cô vì các bạn làm nhanh quá có khi các bạn không để ý. Đọc lại cho cô bài 27 là bài tổng kết, là nó có một cái chặng nó viết rằng là gì, à các cái phong trào đấu tranh là chuyển từ tự phát sang tự giác, được chưa? Rồi câu này thì nó hơi khó hơn đúng không? Nhá. Các phong trào mà đều mang tính chất cách mạng và triệt để thì không có đúng, bởi vì là trong giai đoạn này có phong trào của anh tư sản dân tộc là mang tính cải lương và điển hình đấy là Đảng Lập Hiến. Rồi. Câu số 21, câu 21 dễ rồi. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, khu vực nào trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn cả khu vực, thì đó lính là Tây Âu, nhá, Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản mà. Gạch Đông Phi, Bắc Phi và Nam Á đi. Câu số 22, theo quyết định của hội nghị Yalta tháng 2 năm 45, quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản, đó chính là Mỹ, thấy chưa? Gạch chéo Peru, Argentina và Brazil. À, câu số 23, năm 1957, quốc gia nào phóng thành công vệ tinh nhân tạo 1957 thì đó chính là Liên Xô, được chưa? Mozambique, Bồ Đào Nha, Sudan. Không đúng. Câu số 24, lại câu nhanh cô đi rất nhanh nhưng câu 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 chậm thì cô lại phải dừng lại một chút thì các em đừng sốt ruột nhé. Câu số 24, trong phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ 20, Phan Châu Trinh đã làm sao? Phan Châu Trinh đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 cơ. Được chưa? Và đây chính là những cái hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ. Đấy. Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ diễn ra rất sôi nổi. Đấy chính là điểm nhấn trong quá trình hoạt động của Phan Châu Trinh đấy. Được chưa? Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là của Tân Việt này, chủ trương vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Câu số 25, sự kiện nào sau đây tác động đến sự phát triển của kinh tế Mỹ trong những năm 45-50? Phát triển của kinh tế Mỹ trong những năm 45-50, sự kiện nào tác động nhé, sự ra đời của diễn đàn Á Âu, không đúng này, chưa, diễn đàn Á Âu mãi sau này nhé, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đúng không, đây rồi, bởi vì Mỹ được lợi nhuận khổng lồ từ cuộc chiến tranh này, toàn cầu hóa diễn ra vào những năm 80 của thế kỷ 20, Đông Nam Á ra đời vào năm 1967 đúng không. Rồi, cạnh nó đi. Đó. Câu số 25 xong rồi nhá, phương án B. Câu số 26 này.
yếu tố khách quan thuận lợi. Khách quan, có bạn nào giờ không biết khách quan là gì không? Khách quan là bên ngoài nhé, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á bùng nổ ngay trong năm 45. Yếu tố khách quan đấy. Nào, đấy là đều có sự lãnh đạo của chính đảng vô sản là sai nhé, đều là sai. Vì là lãnh đạo của chính đảng vô sản chỉ có đảng ở Việt Nam và Lào thôi nhá, còn các nước khác thì không có đâu. Đông Nam Á đấy nhận sự viện trợ của Liên Xô và Đông Âu chưa nhận viện trợ nhá. Rồi sự phát triển mạnh mẽ của Liên minh châu Âu mãi sau này cơ, được chưa? Để thúc đẩy thành lập tổ chức ASEAN thì có cái sự gọi là ảnh hưởng của cái hoạt động hiệu quả của tổ chức EEC lúc bấy giờ là Cộng đồng Kinh tế Thế giới, sau này là Liên minh châu Âu, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh nhỉ. Rồi, đáp án D. Câu 27, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản vào năm 30 tại Hương Cảng đã quyết định lấy tên đảng là gì? Câu này mà sai thì buồn lắm đấy. Ừ, đảng buồn lắm. Đảng Lao động Việt Nam, Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng, A Nam Cộng sản Đảng, gạch đi, Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 28, cách mạng tháng 2 năm 1917, các em biết là ở nước Anh có hai cuộc cách mạng đúng không? Thế thì cách mạng tháng 2 thì đạt được kết quả nào ạ các em? À, cách mạng tháng 2 thì đạt được kết quả nào? Lật đổ chính phủ lâm thời là cách mạng tháng 10 nha. Đấy, cách mạng tháng 2 xong ấy thì nó dẫn tới cục diện là song song hai chính quyền, thì cách mạng tháng 10 mới phải làm nhiệm vụ là lật cái anh này để vô sản lên, được chưa? Mở kỷ nguyên trong nước Nga, kỷ nguyên cũng là cách mạng tháng 10. Đưa nước Nga chuyển sang chủ nghĩa xã hội cũng là cách mạng tháng 10. Đây này, lật đổ chế độ Nga Hoàng hay còn gọi là chế độ quân chủ chuyên chế. Rồi, câu số 28. Ôi, câu số 28 là D nhá. Câu số 29 này. Nội dung nào phản ánh đúng đóng góp của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản trong những năm 1925? Ừ. Trong những năm 1925 thì đóng góp của khuynh hướng dân chủ tư sản, câu 29 là A hay B? Câu rồi A hay B? Câu 29 A, có bạn thì bảo A, có bạn thì bảo B. À, rèn luyện này nhá, rèn luyện đội ngũ trí thức tư sản tham gia vào tổ chức cách mạng sau này. Đấy. Câu B này, lôi cuốn đông đảo các giai cấp, đặc biệt là nông dân là sai, được chưa? Cái phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản ấy, thì lôi kéo chủ yếu là anh tư sản dân tộc và anh trí thức tiểu tư sản. Đấy. Tư sản và trí thức. Đó, được chưa? Nên nông dân không không phải là cái lực lượng nòng cốt của khuynh hướng dân chủ tư sản đâu em ạ. Được chưa? Câu tiếp theo này, xây dựng một lực lượng cách mạng hùng hậu để đi tới thành lập một chính đảng vô sản. Cái chữ hùng hậu này là cái lực lượng cách mạng đông đảo nhất. Hùng hậu nó tương ứng với cụm từ đông đảo nhất. Và đông đảo nhất thì thường chúng ta hay dùng cái từ hùng hậu này dành cho giai cấp nông dân. Hơn 90% dân số thì anh này phải hùng hậu nhất chứ. Mà anh này đang chỉ tập hợp tư sản, tiểu tư sản và trí thức thì không thể là lực lượng hùng hậu được. Được chưa? Chuẩn bị đầy đủ đấy, sai chữ đầy đủ nhá, cho thành lập chính đảng của giai cấp vô sản là sai, vì là cái phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản này chỉ chuẩn bị cái gì đấy ạ, cái chỉ chuẩn bị một yếu tố, đảng cộng sản ra đời là ba yếu tố: chủ nghĩa Mác Lênin này, chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân, được chưa? À, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Vậy cái phong trào của anh tiểu tư sản này, à, hay là khuynh hướng dân chủ tư sản này, gồm có tư sản dân tộc và tiểu tư sản, thì là một nội dung của phong trào yêu nước. Thế còn phong trào công nhân nó khác cả mà. Đấy. Nên là chuẩn bị đầy đủ nó là sai rồi. Vậy đáp án A nó đúng bởi lẽ là gì? Là cái đội ngũ trí thức tiểu tư sản này này, ở cái giai đoạn này đã tham gia lập rất nhiều những cái tổ chức chính trị, đúng không? À, rèn luyện mình. Đấy, xuất bản rất nhiều báo, rồi là lãnh đạo các cái phong trào như phong trào phản đòi thả của Phan Bội Châu, phong trào đẻ tang của Phan Châu Trinh này, để sau này chính họ trở thành nòng cốt tham gia vào các cái tổ chức cách mạng sau này, ví dụ như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, hay là Việt Nam Quốc dân Đảng của tư sản dân tộc, hay là Tân Việt Cách mạng Đảng của anh tiểu tư sản trí thức. Đấy, được chưa? Đó, đáp án A nha. Đáp câu số 30 này. Nội dung nào nha? Phản ánh không đúng này, từ không này,
bối cảnh ra đời của các tổ chức chính trị ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ 20, tìm cho cô đáp án đúng. Đáp án không đúng sẽ gạch chéo nó đi, được chưa? Nó sẽ có ba đáp án đúng với bối cảnh ra đời. Sự phát triển, câu này, câu 30 này, sự phát triển mạnh mẽ của các khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam là đúng với bối cảnh ra đời. Và cái khuynh hướng cứu nước, khuynh hướng cách mạng mới này chính là khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng cách mạng vô sản. Anh dân chủ tư sản nó ra đời trước, từ nó du nhập vào Việt Nam từ đầu những năm gọi là đầu thế kỷ 20, nhưng đến thập niên 20 thì nó phát triển rất mạnh mẽ, đúng không? Khuynh hướng cứu nước cũ ấy, chỉ có anh phong kiến thôi, còn hai cái này là mới nên là gọi là các khuynh hướng cứu nước mới là đúng, được chưa? Các khuynh hướng này thì đều nhằm nhiệm vụ dân tộc, đúng đúng không? Đều chống Pháp, chống Pháp, giành độc lập dân tộc là đúng. Khủng hoảng, đường lối cứu nước đang từng bước được giải quyết, từng bước được giải quyết là đúng. Vì sao? Bởi vì ở thời điểm này là từ năm thập niên 20 nhá. Thập niên 20 là từ năm 20 cho đến năm 29. Thì em thấy là gì? Cái khuynh hướng cách mạng vô sản nó cứ dần dần nó phát triển, và đến những năm 29 mà nó thành lập được ba tổ chức cộng sản thì chúng ta nói là đang dần thắng thế mà. Và khi dần thắng thế nó là cái khuynh hướng, nó là cái sự lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn mới, thì người ta nói là khủng hoảng là từng bước được giải quyết, đúng không? Chứ còn chưa được giải quyết triệt để mà đang từng bước, thì chấp nhận phương án này là bối cảnh. Giai cấp đông đảo nhất có hệ tư tưởng riêng, cô gạch chữ đông đảo nhất và cô gạch chữ hệ tư tưởng riêng để các em phải tư duy được rằng là giai cấp đông đảo nhất là giai cấp nông dân, được chưa? Hệ tư tưởng nông dân không có hệ tư tưởng riêng. Em biết các giai cấp nào có hệ tư tưởng không? Các giai cấp đều có hệ tư tưởng, chỉ có nông dân không có em ạ. Nên là câu này nó tương ứng với từ không này. Anh địa chủ nó có hệ tư tưởng phong kiến nhá. Anh tư sản nó có hệ tư tưởng tư sản, anh vô sản thì có hệ tư tưởng vô sản, đấy chính là chủ nghĩa Mác Lênin ấy. Còn anh nông dân không có hệ tư tưởng riêng. Câu số 31. 31. Cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 30 xác định lực lượng của cách mạng là gì đấy? Lực lượng của cách mạng gồm này, tìm đáp án, đây là câu hỏi tìm đáp án đúng nhất anh em. Đáp án sẽ là công nhân, nông dân, tiểu tư sản và trí thức. Công nhân, nông dân gạch đi này, tư sản dân tộc, công nhân, tiểu tư sản, thiếu thiếu đáp, tất cả các đáp án này bị gạch vì nó còn thiếu. Đáp án đúng nhất sẽ là anh này. Thế thì khi mà học cô phải giải thích với các bạn này này, thực ra các em cứ rất là nghe nhiều đến, ví dụ như là đây này, đội ngũ tiểu tư sản trí thức, gom nó lại như này, hay là cái tầng lớp tiểu tư sản trí thức, gọi như thế cũng được. Bởi vì là tiểu tư sản ấy, thực ra nó có rất nhiều anh. Tiểu tư sản nó gồm tiểu thương là những người làm ăn buôn bán nhỏ, tiểu chủ nó là thợ thủ công, những cái ông chủ xưởng nhỏ, rồi có cả thợ thủ công nữa. Nó có một cái bộ phận rất quan trọng là anh trí thức. Nguyễn Ái Quốc luôn đặt anh này riêng ra để nói rằng anh này anh là một cái lực lượng rất là quan trọng. Cùng với đó là đây là tiểu thương, đây là tiểu chủ, đây là thợ thủ công em ạ. Nên là câu này là nguyên tắc trong cương lĩnh này nhá. Nên nó có dấu phẩy, có dấu phẩy. Câu 32 này, năm 1947 quốc gia nào phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô? Chủ thể phát động chiến tranh lạnh đó chính là anh Mỹ nha. Rồi, con này Áo, Hà Lan, Canada. Nên đề bị đảo lộn nên là càng những câu sau lại càng dễ. Những cái câu mà đằng trước thì rất nhiều câu vận dụng mình đã giải quyết rồi. Câu số 33 này, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 36 đã xác định một trong những nhiệm vụ trực tiếp trước mắt nha. Trực tiếp trước mắt khác nhiệm vụ chiến lược. Đấy là làm gì? Đấy là chống phản động thuộc địa, được chưa? Xây dựng chủ nghĩa xã hội, thống nhất đất nước về mặt nhà nước, hay chống chiến tranh cục bộ, gạch đi. Chống phản động thuộc địa, đây là một nhiệm vụ. Vậy phản động thuộc địa nó là ai? Thì cô giải thích cho bạn, phản động thuộc địa nó là cái anh mà đang thống trị ở thuộc địa. Rõ ràng ở cái chính phủ lúc này là chính phủ tiến bộ và đưa ra rất nhiều chính sách tiến bộ, gọi là chính phủ mặt trận nhân dân đấy, mặt trận nhân dân Pháp ở chính quốc. Anh ấy đưa những cái chính sách này xuống thuộc địa, nhưng cái bọn ở thuộc địa này này, đấy, nó không thực hiện nha, thì nó gọi là anh phản động thuộc địa. Đấy, vì nó nghĩ rằng là chính phủ ở quá xa và không có quản lý mình, nên là nó vẫn thi hành những cái chính sách áp bức, bóc lột, vơ vét. Cái này gọi là phản động ở thuộc địa.
Câu số 34. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải được sự nhất trí của gì? Úi dồi, câu này là một câu trong đề bộ, một câu rất dễ, được chưa? Tất cả các nước Đông Nam Á, tất cả các nước châu Phi, tất cả các nước Mỹ Latin bỏ đi. Đây chính là cái nguyên tắc 5 nước ủy viên thường trực, được chưa? Nhất trí của 5 nước. Đó. Câu số 35 này, tháng 6 năm 1929 nha. Tổ chức nào ra đời từ sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên? Tổ chức nào? Đấy chính là Đông Dương Cộng sản Đảng. Đông Dương Cộng sản Đảng là tổ chức ra đời sớm, của cái cộng sản ra đời sớm nhất, được chưa? Đấy, Đảng Tân Việt này, Đảng lập hiến năm 23, được chưa? Rồi Việt Nam Quốc dân Đảng không đúng. Đấy, được chưa? Rồi, câu số 36. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20, nước nào sau đây trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới? Cường quốc công nghiệp nha, đứng thứ hai đó chính là Liên Xô, đúng không? Nó chính là Liên Xô. Rồi. Câu số 37. Trong giai đoạn 41-42, cách mạng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? Đấy. Giai đoạn 1941-1942, cách mạng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? Nhiệm vụ nào sau đây? 41-42 nhá. Câu số 37 đi. Chống chế độ phân biệt chủng tộc. Việt Nam không chống cái chế độ phân biệt chủng tộc này á. Kinh tế thị trường từ năm 1986 là bắt đầu đổi mới đất nước mới thực hiện, được chưa? Xây dựng lực lượng chính trị, đúng rồi. Đây chính là sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và phát triển các cái tổ chức hội của Mặt trận Việt Minh. Được chưa? Điện khí hóa toàn quốc bỏ đi nhá. Câu số 38. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối phó với kẻ thù nào? Đấy. Ngay sau cách mạng tháng 8 thì phải đối phó với Brazil này, Nicaragua, rồi thực dân Hà Lan, gạch nó đi. Câu này để cho đáp án rất lộ. Đáp án rất lộ. Câu số 39. Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cách mạng khoa học kỹ thuật những năm 40 của thế kỷ 20? Câu này cũng là một cái câu mà giống như câu trước, hai câu về nguồn gốc, chỉ có điều là đáp án đúng nước khác. Đấy, đáp án đúng thế này, sự bùng nổ về dân số thế giới, đáp án trước đấy là sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, đúng không? Trật tự hai cực sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt, tác động xu thế toàn cầu hóa, các em gạch nó đi. Câu số 40. Nguyễn Ái Quốc rút ra bài học chủ yếu nào từ thất bại của việc gửi bản yêu sách đến hội nghị Versailles? Bài học nào đây ạ? Phân biệt rõ bạn và thù, cái này là Nguyễn Ái Quốc đã phân biệt được rồi từ trước đấy rồi nhá, các cụ không phân biệt được, nhưng cái hơn Nguyễn Ái Quốc là phân biệt rõ đâu là bạn đâu là thù. Quyết tâm đi theo, chưa chưa có con đường, chưa tìm ra. Tháng 7 năm 20 đọc sơ thảo thì mới tìm ra được cái con đường này. Đây thời điểm năm 1919. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. Cái việc nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc đã trước đấy rồi rồi. Nên là ở hội nghị quốc tế nông dân và đại hội quốc tế cộng sản ở Liên Xô năm 1923 24 đấy, các bạn khi mà hoạt động đấy đã trình bày cái tham luận mà nói là chủ nghĩa đế quốc nó là một con đỉa hai vòi. Một vòi thì hút máu của công nhân để chính quốc, một vòi vươn ra thì cái xúc tua nó vươn ra để mà hút máu nhân dân nước thuộc địa. Đấy, thế thì bác đã nhận thức ra được rồi nhá, dựa vào sức mình để tự giải phóng, bởi vì cái việc gửi yêu sách này thực chất là thể hiện, thể nghiệm, có nghĩa là thử cái con đường trước đấy cụ Phan Châu Trinh đã làm, đấy là thử đòi hay là bằng cái con đường là đi xin đấy, để cho nó trao lại những cái quyền lợi, và những cái quyền này là quyền rất cơ bản nhá, đi xin cái quyền lợi. Nhưng thực dân Pháp nó không chấp thuận bất cứ một cái khoản nào trong bốn cái, xin lỗi, trong 8 cái khoản đấy cả. Và khi không chấp nhận thì Nguyễn Ái Quốc thấy rằng là cứu nước không thể bằng cái con đường đi xin như thế này được nữa, mà phải dựa vào sức của mình. Đấy, dựa vào sức của mình. Đáp án là đáp án D. Được 36 trên 40 à? Cù Quang Đức. 36 trên 40 là tốt rồi, 9 điểm rồi. Từ giờ đến còn 6 tháng nữa là thi, thì từ giờ đến lúc đó là 10 điểm là vừa. Câu 31 họ hỏi động lực của phong trào cách mạng, động lực
câu bao nhiêu nhỉ? Câu 31, để cô xem lại câu. Cương lĩnh chính trị, người ta hỏi động lực. Động lực thì đúng em ạ. Động lực là cái lực lượng đấy nhá. Lực lượng ở đây là những cái lực lượng, đây là những cái lực lượng mà lực đây cũng là lực lượng chính luôn. Anh bốn anh này là lực lượng chính. Thế còn động lực là cái lực lượng mà quan trọng nhất. Đấy, lực lượng quan trọng nhất thì là công nhân và nông dân. Công nhân và nông dân luôn là gốc của cách mạng hay động lực của cách mạng. Đúng em ạ. Làm đề đâu ạ? Đề trên bếp em ạ. Ca ga cà gờ thành công, chúc mừng em. Hy vọng rằng Minh Thông ạ, hy vọng là đi thi chính thức em cũng các ca ga cà gờ như này. Nhưng mà từ giờ đến lúc đấy thì mình cứ cố gắng là mình học chắc kiến thức, kết hợp song hành với ca ca gờ gờ nhá. Có bạn nào còn hỏi câu gì nữa không? Bạn nào hỏi vấn đề gì nữa không? Thế thì lưu ý cho cô này là thứ nhất là các em cứ sợ thi kỳ 1, nhưng cô không biết các cái môn khác thì có khó không? Những cái môn mình khó, mình yếu ấy, thì mình không có chọn để mình chọn tổ hợp thi. Nên là mình tất nhiên mình vẫn phải ôn tập ở cái mức độ mà cố gắng nhất. Thế nhưng mà với môn sử của cô, nếu như các em bản thân các em học sử thì các em sẽ thấy rằng là mình đừng sợ, bởi vì không khó. Tất cả đề của các cái tỉnh mà năm ngoái có đấy, nếu các em cần thì chị Trinh ơi, chị Trinh có ở đấy, chị Trinh có thể gửi để đăng lên bếp cho các bạn ấy lấy về các bạn ôn thi. Đề năm ngoái mình có bao nhiêu đề thì gửi lên, các trường đều gửi và cô đều 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 loát lại một lần để cô thấy rằng là đề không hề khó đâu các em nhé, đề không bao giờ khó. Các em cứ bình thường các em học, bởi vì nó rất cơ bản. Cái quan trọng nhất đấy là gì? Mình phải chắc những cái kiến thức. Và trong cái kiến thức này chắc chắn nó phải có khoảng 30 câu liền, là những cái câu mà dễ. Dễ ở đây là mức độ từ nhận biết cho đến hiểu. Đấy. Thậm chí đến 32 câu. Nó chỉ có độ khoảng 8 đến 10 câu là cái câu hỏi vận dụng. Là mình không, câu hỏi vận dụng là gì? Không có đáp án, không có cái chữ đấy trực tiếp trong sách giáo khoa, mà mình sẽ phải tư duy. Từ kiến thức sách giáo khoa mình phải tư duy nó lên, được chưa? Tư duy nó lên thì những cái câu này không khó. Những câu này không khó. Người yêu thứ tư ở The Last Sinh. Thế sắp xong rồi đấy, còn một anh nữa là kết thúc mối tình này, có hậu với cang chiến chống Pháp, anh Nava. Cố gắng nhá. KKGG là một cái phương pháp phân tích đề. Em nhìn vào đây này, em sẽ nhìn thấy bạn Như Quỳnh ạ, nếu mà hỏi thật thì nhìn vào đây sẽ nhìn thấy rằng là tất cả cái sự mà khoanh gạch của cô này nó đều có một cái quy tắc. Đấy. Những cái quy tắc này nó không hề khó. Mình chỉ cần làm quen với nó, xong đó mình thành thạo nó thì KKGG nó sẽ chinh phục được rất nhiều những cái câu hỏi, đặc biệt là những câu hỏi khó em nhé. Thế thì các bạn cố gắng ôn thi cho thật tốt này, rồi là thậm chí là các em cứ thử đi. Bây giờ chưa vào lớp của cô Hương vội, cứ thử thi xong kỳ 1 đã, thử thi học kỳ 1 xong, đấy, xem là mức độ của mình ở đến đâu, mức độ đến đâu nhá. Thì lúc này có những bạn coi kỳ thi học kỳ 1 là một cuộc trinh sát chiến lược, có biết trinh sát không? Chiến thắng Phước Long là một cuộc trinh sát chiến lược. Trinh sát để làm gì? Thử xem trong số tất cả 8 hay là 6, tất cả là 8 cái môn mà mình học để ôn thi, thậm chí là 6 cái môn mà các em đã lựa chọn trực tiếp rồi, thì trong 6 môn này, đấy, môn nào sẽ là môn mà mình thấy rằng điểm của mình là ổn nhất, điểm tốt nhất, thì lúc đó các em sẽ làm một cái việc, đấy là các em hãy cố gắng để mà học thiên về những cái môn đó. Và lúc này điểm tốt nhất là chọn 3 trong 6 môn nhé, và thiên nó vào đó để làm gì? Mình có một cái quá trình ôn tiếp, và trong 6 tháng này mình sẽ chinh phục. Với lịch sử của cô, văn sử địa, ví dụ như này, học sử với cô mà học thường xuyên rất tự tin, rất nhiều bạn năm ngoái là cô được nhiều điểm 10 nhất cả nước. Đến giờ phút này cô vẫn cứ tự tin khẳng định là học sinh của cô Hương, học sinh đã học với cô Hương góp phần giúp học sinh và nhiều học sinh điểm 10 nhất cả nước. Cái thứ hai đấy là môn địa mà học với thầy Tùng cũng được 10 điểm nữa. Môn văn mà học với cô Minh Hương chẳng hạn, cô Minh Hương cô ôn rất là sát, được 9,25, 8,75, 9 điểm. Vậy là cộng vào 29 điểm thì cơ hội của mình cao, đúng không? Cơ hội mình cao. Và điểm 10 này không khó để chinh phục, thực sự là như thế. Không khó để chinh phục. Nhá. Cố gắng nhá, cố gắng nhá. Coi kỳ thi học kỳ 1 là một cái phép thử để mình thử xem là mình sẽ thiên về môn nào. Sau đó nếu cần giúp đỡ về môn sử thì các em nhắn về bếp.
lớp học của cô Hương thì vẫn đang hành trình để mà chúng ta tập trung ôn thi cao độ theo một cái kế hoạch rất khoa học của cô. Thì các em có thể tìm hiểu khóa học ở trên page, hoặc là có thể nhắn tin vào cho các chị trợ lý giúp đỡ, chứ còn cô không có quảng cáo gì cả. Đấy, sách sách cũng ấy lắm, sách của cô cũng xịn sò lắm, các bạn cũng feedback rồi, nhưng mà thôi thì không quảng cáo nữa. Các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn sẽ tìm ở trong ấy nhá, các bạn sẽ tìm hiểu ở trong bếp nhá, không lại vào lên cô quảng cáo, cô rất là ngại quảng cáo khoa học. À, xin xin chào, bye 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 bye, thế nhá, thế nhá. Ok, bye bye các bạn. Bye các bạn. Cố gắng này, ôn tập chắc kiến thức này, rồi sử dụng KKGG cô. Mai cô không có lên bếp nữa, mai cô phải dạy ở trong nhóm tổng ôn. Đấy, còn bạn nào mà vẫn muốn học KKGG thì vào xem lại các cái video trước, các cái video chữa đẻ cô toàn dùng KKGG để chữa em nhá. Ừ. Câu 20 á, câu 20, điểm khác nhau đây này. Câu 20 như này nhá, nghe cho cô nói lại này, điểm khác nhau này. Giữa phong trào giai đoạn này thì phải tìm đáp án phong trào giai đoạn này. Giai cấp vô sản vừa ra đời đã giành được quyền lãnh đạo thì không đúng, đúng không? Nó ra đời trong trong cuộc khai thác lần thứ nhất, nhưng giành quyền lãnh đạo khi có chính đảng này, vừa thế này vừa kia, gạch đi. Câu thứ hai, quy mô và hình thức đấu tranh phong phú thì nó giống nhá, nó giống với giai đoạn trước đấy, hay gọi là giai trong những năm đầu. Cơ sở hoạt động ở ngoài ngoại đều giống, bởi vì những năm đầu này của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu cũng đều có cơ sở hoạt động ở Nhật Bản và Pháp, được chưa? Câu 3 này, phong trào yêu nước chống Pháp của cái phong trào dân tộc dân chủ này đều mang tính chất cách mạng và triệt để, thì nó không đúng, cái chữ đều nó sai, chữ đều và cái chữ triệt để này nó không đúng với một số các phong trào ở giai đoạn 1919, 1925. Cái phong trào ở giai đoạn này, nhiều phong trào ấy là không triệt để, ví dụ như các cuộc đấu tranh của anh tư sản dân tộc. Đấy. Các cuộc đấu tranh của anh tư sản dân tộc thì nó nhiều cái là nó mang tính cải lương em ạ, nó mang tính cải lương. Bạn Chu Văn Thập nhá, ví dụ như nó đấu tranh xong rồi nó thành lập được đảng lập hiến, thực dân Pháp nó nhượng bộ, nó cho nó, thì cuối cùng là nó dừng đấu tranh, nó bỏ lại quần chúng luôn, nó đã bị phong trào quần chúng vượt qua mất. Nên là cái chữ đều này mang tính chất cách mạng và triệt để thì nó không thật sự đúng với phong trào ở cái giai đoạn này, được chưa? Thế câu D đấy là ghi nhận sự phát triển của phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác là đúng các bạn nha, là đúng, bởi vì là gì, đây chính là cái khái quát ở cái giai đoạn này. Thì cái khái quát này các em tìm ở trong trang 27, được chưa? Trang tổng kết đây này, đấy, là nó chuyển từ tự phát sang tự giác, hay chuyển từ đây đấy, được chưa? Chuyển từ tự phát sang tự giác, chuyển từ lập trường chuyển dân nhá, lập trường tư sản sang lập trường vô sản, chuyển phong trào yêu nước từ tự phát sang tự giác, phong trào công nhân cũng thế, được chưa? Đây, phong trào công nhân thế, phong trào các giai cấp tầng lớp khác thì nó đều có cái sự chuyển mình, em hiểu chưa Thập? Đấy, cô giải thích lại đấy, cái chỗ này cô giải thích lại là các phong trào, đáp án C là mình hoang mang nhất đúng không, vì nhiều bạn chọn đều mang tính chất cách mạng và triệt để, thì ở cái giai đoạn này một số phong trào không mang tính chất cách mạng và triệt để, nhất là phong trào của anh tư sản dân tộc em nhé, được chưa? Đấy. Rõ ràng hơn đúng không, rõ ràng hơn rồi. Ok nhé, khóa luyện đề thì ra Tết chúng ta sẽ bắt đầu học. Khóa luyện đề cũng đã có link tuyển sinh rồi đấy. Bạn nào mà chỉ học khóa luyện đề thôi thì cố gắng này, xem cái sách của cô, vì sách 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 hệ thống kiến thức này, này. Cô đang dùng nó để cô set up bằng lại rất nhiều những cái kiến thức mới cho các bạn ở trong các cái nhóm lớp. Vì thế nên là cái chỗ này nhá, các em sẽ dùng cái sách này các em học kiến thức rất dễ vào, rất hệ thống. Đấy chưa? Sau đó thì các em sẽ tham gia khóa luyện đề để làm quen những cái đề mới của cô và thành thạo KKGG các bạn nhá. Ok, xong chưa? Xong chưa? Đây, sách giáo khoa nó tan tác chim muông như thế này. Sách giáo khoa của cô Hương hết, nó rách hết rồi. Mà cô không thuộc sách giáo khoa đâu. Học không phải là thuộc mà mình hiểu được vấn đề là mình mới chinh phục được kỳ thi. Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các em nhé.